chưa có thông tin bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thay đổi quốc tịch. Theo đại diện Bộ Tư pháp, cơ quan này chưa nhận được bất kỳ một thông tin nào do địa phương chuyển lên có liên quan đến vấn đề quốc tịch của bà Nhàn. Chiều ngày 19 tháng 4, tại họp báo công tác quý 1 Bộ Tư pháp, báo chí đặt câu hỏi liên quan tới việc có hồ sơ xin thôi quốc tịch của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty AIC hay không. Trả lời nội dung này, ông Nguyễn Thanh Hải, cục trưởng cục hộ tịch, quốc tịch chứng thực khẳng định: Đến nay chưa nhận được bất kỳ một thông tin nào do địa phương chuyển lên có liên quan đến vấn đề quốc tịch của bà Nhàn. Đến thời điểm này, chúng tôi chưa có thông tin nào chi tiết hơn, ông Hải khẳng định. Trước đó ngày 10 tháng 5 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC để phục vụ công tác điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Nhận hối lộ xảy ra tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Công ty AIC và các đơn vị liên quan, cơ quan điều tra đã yêu cầu bà Nhàn và 7 người khác đang bỏ trốn đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Theo quyết định truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có số chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân hộ chiếu 001169009999 cấp ngày 23 tháng 9 năm 2019, nơi thường trú Căn hộ 1102, chung cư Pacific Place, số 83B, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nơi ở hiện tại, căn hộ 1709-1710, trung cư Pacific Place, số 83B, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vào tháng 8 năm 2022, khi đang bị truy nã liên quan đến vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi, Quảng Ninh. Trước đó ngày 4 tháng 1 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 36 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, công ty AIC. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo nhàn lĩnh án 14 năm về tội đưa hối lộ và 16 năm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hình phạt là 30 năm tù cho cả hai tội danh.